sau khi tiến hành sàng lọc hàng trăm mối quan hệ của nghi can Nguyễn Viết Lực, cũng là người họ hàng gần của nạn nhân, một thanh niên bất hảo, biết đủ món ăn chơi tại địa phương. Lực lượng công an đã chính thức mất dấu đối tượng này tại bãi xe bệnh viện đa khoa Thủ Phúc. Không ai biết anh ta đi đâu, làm gì, gặp ai. Kể từ thời điểm vay tiền của anh Nguyễn Tiến Dũng và tối ngày 3 tháng 12 năm 2016. Lực thì xuất phát ở vùng nông thôn. Thế thì chúng tôi cũng xác minh rất là nhiều các cái mối quan hệ ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên thì bản tính của Lực là cũng tinh vi và tính cái phương án để lẩn trốn. Thì xác định được cái đối tượng Lực này là đối tượng chính trong vụ án và đã có tiền án. Tuy nhiên thì đối tượng này tại địa phương thì không có nhiều các mối quan hệ cộng cán, cho nên là tôi cùng các đồng chí trong tổ trinh sát đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo ca trực để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó báo cáo thì lực lượng hình sự đã báo cáo phòng hình sự công an thành phố phối hợp để tiếp tục xác minh truy bắt đối tượng. Khởi tố vụ án về tội danh giết người. Thế nhưng về cái căn cứ để mà khẳng định 100% là Lực thì chúng tôi chưa có căn cứ. Chính vì thế cho nên là án để chuyển tới phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, tức là phòng cảnh sát hình sự công an thành phố là thuộc cơ quan điều tra cấp trên ấy, thì chúng tôi là chưa chuyển được. Đấy. Chính vì thế cho nên là vẫn phải gia hạn điều tra để tiếp tục thụ lý điều tra tại cấp huyện. Thế là Lực thì chắc chắn là cũng không ai biết được, chỉ có thể phòng thì có thể là mình sẽ nắm được tình hình và qua các cái mối quan hệ thông tin ở trên cơ sở trên địa bàn thì có thể nắm được. Tuy nhiên là để mà bắt truy bắt đối tượng này, bởi vì sao đối tượng này là một tiền án nên có rất nhiều thủ đoạn để đối phó. Chính vì thế cho nên là chúng ta cần phải hóa trang, mật phục, xây dựng cơ sở. Ban chuyên án đã nhận định chắc chắn Lực là đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc giết hiếp bà Nguyễn Thị Hốt. Tuy nhiên, để chứng minh Lực chính là hung thủ thì điều đầu tiên là phải bắt được đối tượng. Lang thang như những cơn gió, Lực lấy tên Phong để che giấu nhân dạng và cũng là cái tên anh ta ưa thích, kể cả trong những cuộc ăn chơi trước kia. Trong quá trình trốn chạy, Lực chưa một lần liên lạc với gia đình, kể cả bố mẹ. Có lẽ hắn sợ, nỗi sợ bị cha mẹ trách mắng của đứa con bất hiếu. Cái tổ trinh sát là xác minh để mở rộng thêm về các mối quan hệ khác. Thế tuy nhiên là cũng không thu được cái kết quả gì về di biến động của Lực. Thế thì chúng tôi là vẫn tiếp tục là để mở rộng thêm các cái mối quan hệ của các tỉnh khác đối với cả Lực. Tây Nguyên đầy nắng gió và phóng khoáng, miền đất của cà phê này cũng đặc biệt thích hợp với việc ẩn náu của các đối tượng tội phạm trốn truy nã. Chính vì thế, Lực sạt vào đây, hắn lại tiếp tục lên đường để tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Quá trình điều tra, ban chuyên án đã nắm được thông tin. Trước khi chạy trốn, Nguyễn Viết Lực đã quen biết và có quan hệ yêu đương với một cô gái tên là Yến, làm nghề cắt tóc gội đầu. Nhận thấy đây là đầu mối quan trọng, có thể tháo gỡ nút thắt cho toàn bộ vụ án. Ban chuyên án đã động viên cô gái hợp tác với cơ quan chức năng. Một trong những cái mối để chúng tôi bám nhất là cô bạn gái của Lực. Ban chuyên án giao đặc biệt đặc trách cho tôi. Đấy, và tôi sử dụng cô bé này. Có những lúc là nửa đêm. Đấy, mà cô bé thông tin cho tôi là tôi cũng tiếp tục là liên lạc, liên hệ để trao đổi thông tin, cũng như là nhằm mục đích để làm sao qua câu chuyện cô bé nói chuyện với Nguyễn Viết Lực mà lên được thông tin Lực giờ đang ở đâu. Từ đây, Yến có nhiệm vụ thông báo trực tiếp với Trung tá Tống Quang Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đầu mối của vụ án các thông tin liên quan đến Lực mỗi khi nói chuyện với Y qua mạng xã hội. Những dòng tin nhắn qua lại giúp lực lượng công an lần đầu tiên truy vết được nghi phạm Nguyễn Viết Lực kể từ buổi tối ngày 3 tháng 12 năm 2016. Thời điểm phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hốt tại giếng nước nhà đối tượng Nguyễn Viết Lực, Yến trở thành một đầu mối thông tin đặc biệt quan trọng, kết nối Lực.
để lực lượng công an lần theo dấu vết nghi phạm. Mãng đi một thời gian là khoảng 4 tháng. Đấy, là không có một thông tin gì về Lực, kể cả trên mạng Facebook, mạng Internet là không có. Thế và cô bé cũng sẵn lòng là khi có thông tin gì thì sẽ giúp đỡ và báo cho tôi. Thế thì lúc đó nói thật các đồng chí là lúc đó chỉ còn mỗi mình tôi là còn có những cái mối để tôi bám. Với sự lọc lõi và vô cùng danh mà, không bao giờ Lực thông báo trước cho người yêu về nơi mình sắp đến. Hắn chỉ cho Yến biết nơi hắn đang làm việc hoặc thậm chí là nơi hắn đã từng làm việc và lẩn trốn. Cho đến lúc này, cùng với các tài liệu điều tra và sự hợp tác của Yến, bạn gái của Nguyễn Viết Lực, ban chuyên án đã nhận định chắc chắn Lực là đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc giết, hiếp bà Nguyễn Thị Hốt. Tôi cũng chưa dám để nói với cô bé rằng là đi sâu vào cái hành vi cụ thể của Lực đã gây ra như thế nào, mà chỉ mục đích là để biết được rằng Lực đang ở đâu, cập nhật được tâm lý của Lực. Nhưng Lực ở đâu là câu hỏi hóc búa khiến ban chuyên án phải đau đầu, bởi hắn thường xuyên di chuyển giữa các địa phương. Không nơi nào Lực dừng lại quá một tuần. Mỗi một nơi dừng chân, Lực xin một việc làm để có cơm ăn, có chỗ trú ngụ mà không phải nằm bờ, nằm bụi. Ở những nơi làm việc, hắn còn khéo léo đến mức là xin người chủ cho tạm ứng tiền công trước. Số tiền ấy hắn dùng để làm lộ phí cho hành trình lần trốn tiếp theo. Vừa mới làm được 1-2 hôm ứng tiền làm gì? Quê mẹ cháu ốm nặng quá. Thế ốm nặng thì phải đi viện à? Dạ vâng, bây giờ cháu phải về quê gấp luôn. Ứng thì ứng được nhưng mà... Tại Quảng Nam, Lực xin làm thuê ở một xưởng chế tác đá. Mặc dù các trinh sát luôn bám sát di biến động của y thông qua người bạn gái tên Yến, nhưng với sự lọc lõi, Lực luôn cảnh giác. Lực là về trong Bình Định này, rồi về Quảng Nam này, về Đà Nẵng này, đấy, và làm thuê cho cả những cái xưởng đá. Thế cũng chỉ được trong thời gian ngắn thôi. Thế thì Lực lại không làm ở đó nữa. Thế mà cứ lang thang trên các cái chuyến xe buýt, trên xe khách, xin đi nhờ vân vân, rồi xin nhờ làm thuê để lấy tiền, gọi là sống qua ngày. Lực luôn cảnh giác và đi trước lực lượng chức năng một bước khi muốn rút êm trước khi lực lượng trinh sát tiếp cận. Đúng không? Cháu Phong đến khi đưa việc làm được mấy hôm phải ứng tiền mẹ ốm về quê mấy hôm nay rồi. Có bất kỳ thông tin gì về đối tượng này thì anh có thể nắm cùng an tỉnh giúp em. Rồi rồi. Hai anh cứ cho số điện thoại có gì tôi sẽ liên lạc với các anh rồi tôi sẽ báo các anh. Nhá. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi. Bằng các cái nguồn tin, kể cả như đến khi về có thông tin là Lực về trong Nghệ An, Diễn Châu Nghệ An, thế ngay lập tức là tôi cùng với một tổ trinh sát là trực tiếp là đi xe ô tô vào trong Diễn Châu để rà soát. Đấy, thì tuy nhiên là khi mà Lực ở trong Diễn Châu này thì cũng trong thời gian ngắn thôi. Thì chúng tôi vào đến nơi nhưng tuy nhiên là Lực cũng rời khỏi đó. Là đối tượng nghiện ma túy đá, Lực không thể bỏ được loại chất hướng thần mà y đã sử dụng một thời gian dài trước khi bỏ trốn. Có lẽ đây cũng là lý do khiến hắn bằng mọi cách phải xin được việc làm, ngoài việc giúp hắn sống sót và tiếp tục trốn công an. Bản chất là con một người nghiện đã từng sử dụng ma túy thường xuyên thì cái mục đích và cái nhu cầu sử dụng ma túy nó đối với cả các con nghiện nó thường nhu cầu theo ngày, cho nên các đối tượng vẫn phải thường xuyên sử dụng ma túy. Thoát ẩn, thoát hiện, đã có thời điểm Lực biến mất không để lại dấu vết. Ngay cả với người yêu, Lực không bao giờ tiết lộ một cách chi tiết nơi hắn sẽ đến. Trong khoảng thời gian 4 tháng, Lực theo tàu đánh cá lênh đênh trên biển. Ban chuyên án không hề có bất kỳ thông tin nào về đối tượng. Ngay cả với cô người yêu tên Yến, Lực cũng cắt liên lạc. 4 tháng sau,
thì có thông tin về Lực là chat với cô bé, thì báo rằng thì đang ở trong Tiền Giang đấy, và báo rằng là 4 tháng lênh đênh trên biển thì đi sang cả Campuchia, vùng biển giáp danh với Campuchia, rồi giáp danh cửa khẩu Mộc Bài, vân vân. Đấy, thế thì Lực đã có ý tưởng là trốn sang Campuchia. Nhưng cuối cùng Lực đã xuất hiện. Hắn báo với người yêu là đang làm công nhân xây dựng ở Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Một kế hoạch đánh bắt đối tượng nhanh chóng được gấp rút triển khai. Đấy, chúng ta phải muốn hai mối hẳn ra đây. Để nếu để phòng đối tượng chạy này có người và có người đây. Đấy thì con tôi nghiên cứu vậy. Thế thì còn cần một cái mũi nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục là rà soát ở trên khu vực công trường xây dựng trên Bắc Giang. Đấy, để coi như là mình có thể quan xuyến và bắt giữ khi mà chúng ta có khẳng định và có căn cứ để xác định đúng là Nguyễn Viết Lực. Đấy nhé, thì các đồng chí sẽ triển khai theo cái kế hoạch. Khi chúng tôi đang ở đơn vị thì lúc đó là có thông tin nguồn của cô bé báo cho trực tiếp cho tôi về thông tin là Lực xuất hiện ở trên địa bàn của Lạng Giang, Bắc Giang. Khó khăn cho công tác bắt giữ truy bắt đối tượng là đối tượng này rất là lưu manh, xảo quyệt. Cái công tác trinh sát để xác định các cái vị trí của Lực lẩn trốn rất gặp nhiều khó khăn, cho nên là đối tượng lẩn trốn được lâu như vậy. Ban chuyên án một mặt bố trí lực lượng mật phục theo dõi, tránh mất dấu đối tượng, một mặt thuyết phục Yến nói chuyện về việc mình đã có thai với Lực. Cô muốn hai mẹ con cùng lên lập nghiệp. Dù Lực có thực sự gây ra lỗi tày đình đi chăng nữa, và Lực đã đồng ý đón người yêu tại Bắc Giang. Tuy nhiên khi triển khai, với sự tinh quái, người thấy mùi mình có thể sẽ bị phát hiện ở bến xe. Lực đã điều Yến ra đoạn đường vắng ngoài bến xe để đón người yêu cho yên tâm. Kế hoạch thay đổi, các mũi trinh sát lập tức di chuyển theo chiếc xe khách. Khi người yêu Lực vừa xuống xe, các trinh sát đã ngay lập tức áp sát bắt giữ đối tượng. Sau 8 tháng ròng rã điều tra, truy vết theo đối tượng, ngày 2 tháng 8 năm 2017, Công an huyện Trường Mỹ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Viết Lực tại Bắc Giang khi đang đón người yêu. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ thuyết phục, Nguyễn Viết Lực đã thừa nhận hành vi giết người, hiếp dâm đối với cụ già Nguyễn Thị Gốt, 76 tuổi, người cùng thôn và cũng là họ hàng của y, vào trưa ngày 3 tháng 12 năm 2016. Cụ thể, sau khi uống rượu với bạn, Lực sang nhà ông Nguyễn Tiến Trinh ở cùng thôn chơi. Ông Trinh rủ Lực uống rượu. Lực đồng ý, xách vỏ chai về nhà mình lấy rượu, rồi mang sang nhà ông Trinh. Sau khi uống hết chai rượu nếp, ông Trinh lấy tiếp chai rượu trắng. Cùng Lực uống đến khoảng 11 giờ thì Lực khập khiễng bước về nhà. Đến sân, Lực thấy bà Nguyễn Thị Gốt, 76 tuổi, là một người họ hàng đang cầm thúng và liềm cắt cỏ ở vườn nhà Lực. Lực bảo bà Gốt vào trong nhà uống nước và rót đưa cho bà một cốc. Trong lúc bà Gốt uống nước, gã thanh niên này vòng ra đằng sau và lấy một đoạn dây điện xiết vào cổ bà Gốt. Hắn giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, gã lôi bà Gốt ra sân và ném xuống giếng. Tên sát nhân nhanh chóng thay quần áo và bắt đầu hành trình trốn chạy. Ơi, Lực à? Anh cho em mượn con xe phát, em đang có việc gấp quá. Xe anh còn phải đi giao hàng, anh không cho mượn được đâu. Anh đèo em ra quốc lộ 6 ấy, em bắt xe phát. Em chở mày đi. Hắn đến nhà anh Nguyễn Viết Trường ở cùng thôn để hỏi mượn xe máy, nhưng Trường không cho mượn. Lực đánh vay anh Trường 210.000 và nhờ anh Trường chở hắn lên quốc lộ 6 để bắt xe ra Mỹ Đình. Ra nghỉ thì bắt đây, làm công nhá. Lực bắt xe khách về bến xe Mỹ Đình tìm gặp Nông Hoàng Tuấn, trú tại Đình Thôn, Mỹ Đình, làm nghề lái xe ôm cùng Lực trước đây. Cả hai rủ nhau đi hát karaoke ở một quán hát trên đường Nguyễn Hoàng, cạnh bến xe nhân sinh nhật Lực. Hôm nay anh em mình là phải xót tới bến luôn. Đi về sớm nhá. Rồi, ra ngay đầu đường mà. Anh cứ đợi đấy. Rồi, thế nhá. Yên tâm đi. Sau khi hát cùng Tuấn được khoảng 20 phút,
Lực bảo Tuấn cho hắn mượn xe để đi đón bạn và chiếm đoạt chiếc xe máy quay Alpha. Phóng chiếc xe chiếm đoạt được, Lực chạy một mạch đến phố Thụy Khê, gặp bạn là anh Nguyễn Tiến Dũng đang làm bảo vệ ở bệnh viện Thu Cúc để vay tiền. Dọc đường đi, hắn bị ngã xe và quăng luôn xe ở đó. Ôi, anh Dũng hả? Lực đi bộ đến gặp anh Dũng và vay 300.000 với lý do là thiếu tiền hát karaoke. Ôi, tốt quá, anh còn đúng người này luôn. Từ đây Lực bắt đầu bỏ đi lang thang ra các tỉnh ngoài Hà Nội. Lực di chuyển liên tục qua các địa bàn từ tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang. Có nơi hắn ở vài ngày, có nơi ở 1-2 tuần. Có thời điểm hắn lênh đênh trên biển đi đánh bắt cá, khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 8, xác định đối tượng đang làm phụ hồ ở Bắc Giang, một tổ công tác đã lên đường truy bắt, tóm sống tên thủ ác. Ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử với bị cáo Nguyễn Viết Lực, sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, về các tội giết người và hiếp dâm. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên án Nguyễn Viết Lực lĩnh án tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt cả hai tội danh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.